cơ sở sản xuất ra trứng chiên trung mỡ Tiến Di. Hôm nay cơ sở Tiến Di đã tới tận giáo thứ Bù Nho ở Bình Phước. Cơ sở Tiến Di tới tận nhà thờ để căng lại một mặt trống đường kích thước là đường kính là 1m2 cho nhà thờ. Đây là cơ sở Tiến Di quay thực tế tại nhà thờ. Thì có quý hàng mà có nhu cầu mua trống, mua chiêng, mua chuông, mua mó hay là sửa chữa trống thì xin liên hệ bên cơ sở Tiến Di qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Di. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cơ sở sản xuất Tiến Di đang quá trình là căng một mặt trống cho bên nhà thờ giáo xứ Bùi Nho ở tỉnh Bình Phước ạ. Đây cơ sở Tiến Di tới tận cơ sở đã tới tận nhà thờ để căng mặt trống đường kính là 1m2 cho bên nhà thờ. Cơ sở Tiến Di luôn review thực tế tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Tiến Di sản xuất cũng như bàn giao tới quý khách hàng để cho các quý hàng ở phương xa có thể tin tưởng hơn về một cơ sở uy tín, chất lượng và có đầy đủ địa chỉ cụ thể, mã số thuế đầy đủ nên các quý hàng cứ yên tâm ạ. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn các khách hàng đã xem giới thiệu sản phẩm của cơ sở Tiến Di.